và cũng nhận được sự quan tâm lớn là mặt hàng vàng đen sau khi biến động vừa qua tại Nga làm dấy lên những lo ngại về nhu cầu của thị trường. Đóng cửa phiên thì giá dầu Brent tương lai tăng nhẹ 0,5%, chạm mức là 74,18 đô la Mỹ một thùng. Dầu WTI cũng có mức tăng khoảng 0,3%. Theo các chuyên gia thì đây là tín hiệu tâm lý giới đầu tư đã bình ổn trở lại sau khi những cái diễn biến tại Nga đã chấm dứt, đưa giá dầu quay trở lại trạng thái ổn định. Mặc dù những lo ngại từ sự kiện tại Nga đã không kéo dài, ngay sau sự kiện này thì các chuyên trang kinh tế cũng đã có một loạt bài phân tích về tình hình thị trường vàng đen trong thời gian tới. CNBC thì đặt tiêu đề là thị trường dầu thở phào nhẹ nhõm bởi theo phân tích của giới chuyên gia thì những gián đoạn từ Nga, một trong hai đầu tàu của nhóm OPEC cộng có thể gây thiếu hụt nguồn cung lên tới từ 3 cho đến 4 triệu thùng dầu một ngày, tạo ra cú sốc cho thị trường trong ngắn hạn. Dù vậy thì Bloomberg trích dẫn báo cáo của Goldman Sachs nhận định là biến động tại Nga vẫn khiến các nhà đầu tư phải xem xét lại những rủi ro hiện nay cũng như chờ đợi khả năng là OPEC cộng có thể can thiệp để bình ổn lại thị trường. Cũng trong tuần này thì một sự kiện quan trọng của thị trường dầu đó là Hội nghị Năng lượng Châu Á đã khai mạc tại Malaysia, quy tụ nhiều chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp trên thị trường vàng đen. Tại đây thì ông Russell Hardy, CEO của hãng giao dịch dầu lớn nhất thế giới Vital đã lên tiếng cho rằng ở thời điểm này vẫn là không dễ để có thể đánh giá được điểm cân bằng của thị trường vàng đen. Tờ Arabia thì đã trích dẫn như vậy. Cũng tại sự kiện trên thì ông lớn khai thác dầu hàng đầu thế giới là Aramco lại có một quan điểm khá lạc quan. Theo Reuters thì CEO của tập đoàn này đã nhận định là tình hình thị trường dầu trong nửa cuối năm nay là tương đối tươi sáng nhờ vào nhu cầu của thị trường Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục phục hồi. Vâng, đó là câu chuyện của năm 2023. Còn trên một bức tranh dài hạn hơn thì tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC cũng đang thể hiện một thái độ lạc quan rằng nhu cầu với mặt hàng vàng đen vẫn sẽ ổn định và chiếm phần quan trọng trong miếng bánh năng lượng của thế giới. Trong phát biểu mới nhất tại Hội nghị Năng lượng Châu Á tại Malaysia, Tổng thư ký OPEC cho biết nhu cầu năng lượng toàn cầu sẽ chạm ngưỡng 110 triệu thùng một ngày vào năm 2045, tái khẳng định tầm quan trọng của các mặt hàng năng lượng truyền thống như dầu mỏ và khí đốt. Trong báo cáo triển vọng của chúng tôi, nhu cầu năng lượng toàn cầu sẽ tăng gần 1/4 trong 20 năm tới. Và để giải quyết vấn đề này, sẽ cần tối ưu hóa các nguồn năng lượng hiện nay, đồng thời sự ổn định của các thị trường như dầu lửa sẽ là một yêu cầu then chốt. OPEC cũng đánh giá vai trò của các mặt hàng năng lượng tái tạo cũng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ và khẳng định các thành viên OPEC cũng không đứng ngoài xu hướng này. Trong năm ngoái, tổng lượng năng lượng tái tạo đã chạm mức kỷ lục. Dù vậy, cho tới năm 2045, dầu mỏ vẫn chiếm khoảng gần 30% tổng nhu cầu năng lượng thế giới, cho thấy mặt hàng vàng đen vẫn đang có một vị trí chưa thể thay thế với nền kinh tế toàn cầu.